Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình uh, sẽ giới thiệu cho các bạn về chiếc xua có cái đen là mx 393 ba uh, nó có bán ở trên website uh, của mình. Thì website của mình là website đại thiên ân.com. Uh, trong cái phiên bản xu mx 393 này á, thì nó sẽ có là ba cái đen ha. Thì uh, các bạn sẽ thấy là mx X393 sạc O, 393 sạc C và 393 sạc S thì hiện tại uh, mình đang bán miro mx393 sạc c tại vì cái dòng sạc c này nó sẽ phổ thông hơn mấy cái dòng uh, uh, dòng uh, uh, O với lại S các bạn ha thì uh, mình đang có nó ở đây nè các bạn uh, mình đang sử dụng cái chiếc microphone miro, này để mình nói chuyện với các bạn luôn uh, cái microphone 393 sạc O đó thì nó sẽ viết tắt của chữ là Omni uh, Direction uh, 393-C là nó sẽ viết tắt của chữ uh, Cardio 393-S là viết tắt của chữ uh, Super Cardio thì cái Omni Direction đó là góc thu nó sẽ rộng hơn nó sẽ cycle hơn thì người ta hay đặt để lên bàn uh, Uh, hồi hộp đó người ta để để người ta thu âm uh, giọng nói của nhiều người ngồi xung quanh thì cái đó sẽ phù hợp cho họp trực tuyến hơn còn cái mx 393 ba c đó là 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 nó có nghĩa là nó định hướng một cái hướng thôi ví dụ như các bạn thấy ha uh, là nó chỉ có hướng uh, cái mặt của micro ở đây thì nó sẽ hướng vô cái, cái 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 người nói thôi còn cái s đó là nó là siêu định hướng siêu định hướng để làm cái gì là nó tập trung vô một cái góc thu À, tiêu chuẩn cơ bản của nhà sản xuất đưa ra mình mà mình phải ngồi trong cái góc thu đó thì nó mới giải quyết được cái vấn đề còn mình mà lỡ mình xịt ra chút xíu á thì nó sẽ bị mất tiếng Đấy. thì cái cắt đi thì nó cái mà phiên bản MX393 này thì nó dễ dùng hơn tại vì nó cắt đi là mặt trước và nó không thu mặt sau thì cái góc thu nó cũng sẽ rộng hơn nó sẽ lấy cái cái các bạn quay qua quay lại hoặc là mình làm những cái thao tác gì đó hoặc để góc thu có dễ dùng dễ bắt tiếng hơn vì vậy mình muốn giới thiệu cho các bạn về cái dòng ba chín ba c này uh, nếu các bạn nào uh, coi chương trình VTV 3 đó thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc microphone này nó sẽ để trên bàn của mc uh, uh, trên VTV 3 được rất là nhiều uh, nhiều mc sử dụng uh, uh, nếu các bạn có coi cái clip của giáo sư đặng hùng võ ở trên VTV Now thì các bạn sẽ thấy là giáo sư Đặng hồng Võ sử dụng microphone kẹp áo và MC sử dụng cái chiếc microphone MX393 này để thu cái giọng của mình thì uh, hai cái sau tiếng nó hoàn toàn là khác biệt các bạn khi mà sử dụng cái microphone này đặt để trên bàn thì nó thu âm rất là rõ và r... mình cảm nhận cái tiếng của người MC rất là hộp rất là sắc nét À, còn khi mà giáo sư đặng hùng võ sử dụng cái 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 cặp áo đó tiếng cũng rất là rõ nhưng mà đều cái sắc nét ở trong cái cái cái, cái âm vật cả hai nó có nghĩa là nếu mà cái cái giọng của mình nó có cái tiếng hộp 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 hoặc là những cái rõ của cái âm vật li ti đó thì cái microphone nó cái cái này nó sẽ bắt tốt hơn ha à, để giới thiệu cho cái microphone này thì mình uh, mình sẽ sẽ hướng các bạn cho một cái nhu cầu sử dụng như thế này. À, đa số các bạn sử dụng chiếc mặt à, thì sử dụng à, à, những microphone condenser đó, micro thu âm đó, để làm sử dụng boss cat, hoặc su sm 7 b đó. mình thấy các bạn sử dụng rất nhiều để làm boss à, nhưng mà mình có thấy một cái điều quá là cái độ sắc nét các bạn phải về stereo các bạn phải sắm máy, sắm thiết bị rất rất nhiều. Các bạn phải edit lại không? Rồi mình phải mướn soundman, phải sử dụng uh, thu âm lại, phải chỉnh sửa lại làm sao cho nó phù hợp. Thì với chiếc uh, MX393 này hoàn toàn các bạn không cần làm việc đó. MX393 được rớt vô sur pro của hãng thì uh, khi các bạn sử dụng chiếc microphone này á, nó đặc biệt ở trong này nó có một cái mạch nó sẽ tự bút cái tiếng nói của các bạn lên ví dụ như các bạn dùng micro condenser các bạn phải qua tup qua rì phải qua ghe qua cộm thì các bạn mới điều chỉnh các bạn bút tín hiệu nó lên được nhưng mà với chiếc microphone này mình thấy rất rất đặc biệt rất đặc biệt ở đây là cách hoàn toàn mình chỉ cần direct thôi ví dụ như mình đang sử dụng chiếc microphone này để nói chuyện với các bạn ha Uh, thì á, cái tỷ lệ noi mà của môi trường xung quanh của cửa hàng của mình tại cửa hàng mình nó gần ở đường á thì mình thấy nó rất là tốt xíu hồi thì mình sẽ mở cái microphone thu âm bằng cái màn hình mình đang quay của các bạn lên tại trên màn hình mình cũng có một chiếc microphone thì á, mình sẽ so sánh cho các bạn thấy khi mà các bạn sử dụng cái chiếc một microphone mà ở cái chế độ condenser đó Uh, mà survey pro của su nó rất là hiệu quả thứ nhất là các bạn sẽ có một cái reset ở trên cái con microphone này thì nó mặc nhiên nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái tiếng nói tiêu chuẩn thế giới để giúp cho các bạn khi mà các bạn sử dụng các bạn thu âm podcast các bạn thu âm lời nói uh, thu âm một số cái yêu yêu cầu về 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 tín hiệu chất lượng mà nó cần bút về cái hai một chút xíu để nó rõ giọng nói hoặc là rõ một cái nhạc cụ thì các bạn có thể sử dụng cái mic này thì các bạn sẽ không cần phải ấm, suy nghĩ là mình phải làm sao mình có nên dùng túp hay không dùng bút hay không như thế nào đó thì đó, nó sẽ rất là rườm rà cho người sử dụng thì với một chiếc microphone ở cái Sony mx393 này rất là hiệu quả cho các bạn để các bạn làm việc đó à, mặc nhiên các bạn chỉ cần sao kẹt cắm vô à, các bạn đã có một tiếng nói chuẩn rồi thì khi mà các bạn có một cái tiếng nói chuẩn đó thì các bạn thu âm của các bạn nó rất là tốt. Nó tốt ở đây là người ta khi mà người ta nghe boss cat, uh, ví dụ như mình làm huấn luyện trên mạng, mình giảng dạy boss đi nhiều khi người ta muốn nghe nhỏ. Người ta muốn nghe rõ cái giọng của bạn người ta mở nhỏ thì cho những cái không gian yên lặng yên tĩnh hoặc là về khuya người ta nghe nghe đó. Thì những cái microphone tiêu chuẩn mà có bút nhưng những cái dạng này thì nó sẽ giúp cho cho đêm khuya người ta mở nhỏ thì người ta vẫn nghe được cái giọng giọng nói của 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 người uh, giảng dạy và người diễn thuyết. Các bạn ha rất rất là đặc biệt. Uh, và bởi vì nó là condenser mà uh, xin lỗi bởi vì nó là cardioid nên cái cái góc thu của nó cũng rất là tốt cho các bạn để nó tập trung vô cái 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 lời nói của mình trong cái khoảng không gian mà uh, mình ngồi nói nó sẽ rất là tốt. Nó cũng là một dạng micro condenser ờ uh, thiết kế là micro condenser uh, thu nhạy có nghĩa là dao động điện động thu rất là nhạy tại vì nó là trong này là nó 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 dùng cái công nghệ condenser đó mình hay lộn chữ uh, chữ 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 condenser với chữ cạc thì ở trên trên chiếc microphone show sure. uh, nhưng mà phân biệt cái đó là nó như vậy cạc đi và condenser nó hoàn toàn là hai cái 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 khác nhau các bạn ha uh, thật ra khi mà nói chuyện với các bạn mình vẫn có thể để xuống xuống dưới bàn vẫn được nhưng mà th thôi thì đang đang giới thiệu về micro này thì mình à, cầm lên để cho các bạn thấy nhưng mà cái khoảng không gian ngồi á thì mình cứ cứ ngồi vị trí nào mình sẽ để micro ở đó à, cái chiếc micro này rất là tốt cho các bạn thu âm bắt cúp à, có nghĩa là khi các bạn à, làm phóng viên hoặc là các bạn đi thu âm à, để làm về làm phóng sự đó các bạn cho một cái chiếc microphone này để trên bàn của 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 người giảng dạy hoặc người diễn thuyết thì uh, lỡ chẳng may cái hệ thống âm thanh của người ta có trục trặc các bạn không thể lấy suột được lấy được nguồn nó sụt là nguồn đó lấy được cái suột tín hiệu để mình cấp uh, mình thu âm để về về mình edit lại mình trộn chung á thì mình có thể sử dụng chiếc microphone này uh, để ngay chỗ cái phát biểu là mình đã lấy được cái sao chuẩn rồi thì nó sẽ không có thu âm những cái linh tinh xung quanh uh, dẫn đến là nó sẽ tập trung vô thôi tập trung vô cái miệng của người nói thôi thì nó sẽ thu âm cho bạn rất là rõ À, đó là một trong những đặc điểm của chiếc microphone này. vì vậy à, à, mình muốn giới thiệu cho các bạn nhưng mà giá của nó chắc chắn là sẽ không hề rẻ. trong trong show nó có rất là nhiều series các bạn, nó có series mv, series digital đó. thì cái series đó rất là rẻ để mình dùng kết nối trực tiếp máy tính cũng cũng được, không cần dùng sao kẹt. ha à, nó sẽ có những cái su mv ví dụ như góc thu nhỏ, góc thu lớn vẫn như chức năng của cái 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 của em ít nhưng mà em ít là dòng pro dòng rồi dẫn đến á là những cái cái mạch ở bên trong như thế này là nó sẽ bút cho các bạn rồi nó sẽ làm tiêu chuẩn cho các bạn rồi đấy thì các bạn sẽ nghe được cái 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 cái, cái âm thanh tiêu chuẩn mình không thể nào nói là hay như thế nào mà dở như thế nào nhưng mà uh, những cái nhà sản xuất ở trên thế giới đó người ta sản xuất ra một chiếc microphone là người ta đã tính toán độ flat của nó rồi có nghĩa là làm sao mà thu âm các bạn trung thực nhất rồi sau đó nó gửi vào máy tính cho các bạn trung thực thì uh, sau nhiều năm các bạn nghe lại các bạn cũng không thấy chán không thấy chán là sao bởi vì cái sao nó tiêu chuẩn rồi sao nó tiêu chuẩn thì các bạn sẽ thấy ồ quá đã thì mình sẽ không có bị nghe nó bị chói bị, bị tù bát hoặc còn còn nếu các bạn sử dụng chiếc microphone không tiêu chuẩn nha hôm nay các bạn sẽ nghe nó rất là hay nhưng mà có thể là qua ngày mai các bạn sẽ chán nó liền tại vì uh, nó không tiêu chuẩn có lúc thì nó trép quá có lúc thì nó bát quá có lúc thì nó ù quá nó làm nó không tiêu chuẩn mà nếu các bạn sử dụng micro tiêu chuẩn này thì tất cả các tập podcast của các bạn à, tất cả các tập nói chuyện của các bạn các bạn đâu có chỉnh bát chép gì đâu tất cả đều là là nó đã set up sẵn ở trong con microphone này rồi thì á xuyên suốt các tập bóng của các bạn nó sẽ có một cái sao ổn định điều đó rất là là tuyệt vời nha các bạn tuyệt vời cho cả người nghe luôn tại vì bởi bởi vì người nghe mà người ta mà mà, mà mà nghe tất cả đều tiêu chuẩn rất là ổn định như vậy thì 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 người ta sẽ rất là khoái tự nhiên hôm nay nghe một cái giọng của bạn rất là hay nhưng mà qua ngày mai nghe các bạn giọng của bạn kỳ hoặc hôm nay nghe rất hay mà ngày mai nghe rất dở thì đó là một trong những cái vấn đề rất rất vấn đề của những bạn làm podcast hiện nay mà nếu mà mình không tư vấn đó nếu mà người bán audio mà người ta không tư vấn cho các bạn một cái giải pháp mà tiêu chuẩn làm sao mà hợp lý cái story của nó như thế nào đó thì nó rất là gây cho các bạn tổn hại về chi phí đầu tư và luôn cả về mình phải tốn nhân lực công suất rất là nhiều thì hy vọng với cái chia sẻ của mình của clip chia sẻ của mình hôm nay về suem x 393 thì thì các bạn sẽ có một cái định hướng tốt hơn đơn giản hơn đó các bạn ha bởi vì chiếc micro này chuyên để thâu vocal thâu hội nghị và thậm chí các bạn sẽ thấy một số bạn ở nước ngoài dùng cái này để thâu nhạc cụ luôn à, bởi vì nó là tiêu chuẩn rồi các bạn mình không thể nói là mỗi cây micro thì phải sử dụng cho nhạc cụ này sử dụng nhạc cụ kia nhưng mà nhiều khi người ta cần có sự bắt cúp thu cho guitar người ta cũng chơi luôn à, thu cho trống người ta cũng chơi luôn à, chơi luôn thu cho overhead người ta overhead là cái symbol overhead đó. Người ta cũng chơi luôn Thì á Thì rất là đặc biệt các bạn Cái đó là cái, cái 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 mà người ta có thể ứng dụng được Nhưng mà cái này Thực ra cái sản phẩm này á Là mình hướng cho các bạn Làm podcast Các bạn dạng giảng dạy trên Youtube Các bạn làm chương trình Các bạn không phải tốn quá nhiều Về công sức đầu tư Về audio soundman Mà cũng không phải mình bị cầu kỳ như thế nào thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này một cách hợp lý nhất à, thì cái trên website của mình có mô tả là micro thu âm chức năng lọc noi cực kỳ hiệu quả đáp ứng nhiều môi trường và xử lý tiếng ồn rồi à, thu đa hướng dùng nhiều người trong phòng họp thì đó nói về cái dòng ô ha micro thu âm bắt cấp cho cameraman à, rồi khi mới sơ chụp chặt gì đó ở à, cái này thì ghi thêm thôi à, đa năng thu âm môi trường đấy thì các bạn sẽ coi ở đây rồi bây giờ thì uh, mình sẽ test cho các bạn nghe thử bây giờ là các bạn thấy ở trên cái màn hình của mình ha, mình có đánh dấu là mình đang sử dụng cái su mx là các bạn coi con chuột mình à, mx 393 thì các bạn nào coi trên điện thoại sẽ không có thấy được cái này đâu nha tại vì cái này mình dùng pc mình quay lại thì uh, cái mx 393 đây các bạn ở bài bà chúng ba là có cái tín hiệu nó nhảy nè rồi ở đây mình có miro BC desktop có nghĩa là trên cái màn hình của mình nó có cái con con miro luôn thì mình thử tắt thử nha mình tắt thử mình mở cái miro kia ha rồi ở đây ở đây thì mình đang mở con miro desktop BC thì các bạn thấy sao các bạn cảm nhận là cái 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 độ ồn xung quanh đó nó nhiều hơn ha nó rất là nhiều. À, trước khi quay làm cái clip này cho các bạn là mình đã test trước cái này rồi, mình đã chuẩn bị rồi. Thì à, các bạn sẽ thấy tiếng ồn rất nhiều. Rồi, bây giờ mình giờ mình sẽ nghe lại cái su MX393C sạc C. Đó, thì cái tiếng nó dày hơn và rõ hơn. À, cái tiếng dày rõ này cũng không hẳn là các bạn bị giới hạn trên điện thoại khi mất nó đủ tiếng đó thì các bạn chỉ nghe trên system tại vì một số cái loa bluetooth hiện nay hoặc một số cái máy hi-fi của các bạn đó một số tv rất là ấm rất là dày nếu mà cái microphone của mình nó không bút được cái cái tiếng nói của mình lên bút được cái độ dày thì các bạn nghe trên cái system đó là rất là dở giống như mình thu một cái micro mà mình mua một cái micro mà mà của trung quốc có cổng usb micro hội nghị mấy chục ngàn hoặc mấy còn để sơ một số cái micro nó rất là mỏng cái độ dày nó không có nó làm biến dạng âm thanh của các bạn rất là nhiều và nó lại lấy những cái cái độ xung quanh rồi bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa với cái micro bc ha alo một hai ba bốn năm sáu micro cái này mình đang mở micro bc cái này các bạn coi trên màn hình là các bạn sẽ thấy rất rõ nó mình sẽ bật phóng ra nó to to chút xíu đấy cái này là mình đang sử dụng là micro desktop PC mình kéo nó lại nha X 393 rồi ok à, cái chiếc xô này mình chỉ cần uh, sử dụng một cái sau kẹt thôi các bạn sử dụng cái sau kẹt của hãng nào cũng được à, miễn sao nó, nó nó được được nối vô sao kẹt đó và nó chuyển vào uh, máy tính các bạn nhưng mà có điều lưu ý bởi vì cái microphone này là series pro thì các bạn nên sử dụng một cái số kẹt nó có tiếng chút xíu có tiếng chút xíu thì um, chắc chắn là cũng là thương hiệu chính hãng nhưng mà các bạn phải 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 tập trung vô cái series nó một chút xíu. Cái series tập trung vô series ví dụ như là các Beneger thì bỏ nó qua đi ha, Beneger thì cái series nó thấp rồi. Mình sẽ chuyển qua ví dụ như là Focusrite, Yamaha hoặc là Roland. Mình thấy Roland rất là ok các bạn. sau kẹt Roland rất ok. Mình có bán Resonate nữa nha, Resonate phân khúc nó thấp hơn. Đấy. Rồi thì các bạn cần phải phải đầu tư như thế. Tuy nó mắc hơn chút xíu so với dòng seri Digital. So với dòng seri Digital của xưa đó. Sony Digital ở trên website của mình có bán đó, có nghĩa là tiện dụng đó. Thì cái chất lượng của dòng Pro nó sẽ cao cấp hơn chút xíu, nhưng mà bù lại các bạn phải đỡ thời gian edit. Thời gian edit rất là nhiều, rất rất nhiều. Um cái giá ở đây là, là là mình để trên website của mình là giá niêm yết chính hãng năm 2023 Thì nếu mà cái clip này có thể uh, nhiều năm sau thì nó có thể thay đổi giá Thì um, cái điều đó mình sẽ cập nhật lại Nhưng cái giá này là giá niêm yết à, Các bạn nào uh, cần hỗ trợ giá, cần dealer giá tốt Thì uh, các bạn có cái số điện thoại của mình đó các bạn sẽ nhắn cho mình hoặc là trao đổi với mình thực ra thì uh, mình bán cho khách ấy, là mình dealer lơ rất tốt về hãng nha à, mình là người bán này các bạn mình là người bán ở đây thì uh, mình sẽ dealer lơ với hãng để cho các bạn được cái giá tốt nhất uh, đồng nghĩa với mình phải bán được nhiều sản phẩm nhất thì mình mới 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 lấy được cho các bạn cái giá có nghĩa là các bạn phải hiểu ở đây là có cái sự tương hỗ với nhau tương hỗ về mặt khách hàng và người bán chứ các bạn uh, cứ nhìn cái giá nó ôi thôi anh thiện bán giá cao quá để tôi chạy đi chỗ khác đi mua hoặc là bạn thiện bán giá cao quá em thiện bán giá cao quá ví dụ như vậy thì uh, là nó sẽ cũng cũng ảnh hưởng tới cái cái vấn đề kinh doanh của mình nhưng mà thật ra các bạn cứ hình dung đi nếu mà các bạn làm điều lo tốt quan trọng là các bạn làm dealer tốt với hãng mình sẽ bỏ công sức đó ra mình làm dealer với hãng cho các bạn nhưng mà cái đó thì mình sẽ làm cho những khách hàng của mình họ thực sự có nhu cầu thì ok thì mình sẽ giúp khách hàng của mình có những cái cái tối ưu nhất ở trên cái website của mình đấy thì ngoài vấn đề chia sẻ cho các bạn về những cái sản phẩm à, ở những cái công năng nhỏ nhỏ chấm chấm phải phải phết của nhiều 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 sản phẩm mỗi sản phẩm nó đều có cái hay của nó các bạn à, không phải là cứ cứ, cứ mùa đúng cái đó đó là về mình ứng dụng được liền trong cái môi trường đó được liền không có chuyện đó thì ngoài cái việc đó thì mình sẽ cho các bạn offer cho các bạn về giá cũng như về mặt hỗ trợ cho các bạn ha rất vui được là chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm và tư vấn giúp bạn về những cái sản phẩm của bán trên website của mình bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa về về việc test âm thanh ha rồi tắt cái miro su 393 Mở miro su desktop pc lên đó thì mình đang sử dụng cây desktop pc alo 1234 đó, các bạn nghe rồi cảm nhận ha rồi Bây giờ mình sẽ tắt cái desktop pc đi mở cây xô MX393 lên Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau